điệu nhảy mà đơn giản nhất ai cũng học được nhé các chị em. Đó. Mà rất vui ạ. Cái người của mình đánh chéo bên nọ không nên chéo bên kia nhé.
người ơi, nhún sâu cái chân xuống ạ. Nhún sâu cái chân xuống nhá. Nhún mạnh người xuống nhìn nó sẽ đẹp hơn ạ. Đó, nhẳng chân xa và nhún sâu chân này. Sâu cái chân xuống ạ, vận mạnh xuống nhún lên đi em ạ. Khi mà nhạc có nhanh hoặc nhạc có bốc lên nhá thì mình phải nhún sâu cái chân, nhún mạnh đạp lên là nhún theo nhạc cho đẹp ạ. Nhún sâu chân nhảy lên này. Đấy. Nếu khi mình nhảy nhanh theo nhạc thì sẽ rất đẹp nhé. Và bốc ạ. Bước nhảy đơn giản nhất mà có thể ai cũng họ nhìn một lần là có thể nhảy được ạ. Rất đơn giản và dễ học. Học những ai mà có sự đam mê thích học nhá, chỉ cần học một lần, nhìn qua một lần cái video này có thể như là các bạn nhảy được nhé. Rất đơn giản ạ, mà vui ạ, mà khỏe người nhá. Các bạn ơi, mình nhảy như này thì thay vì tập thể dục nhá, nó vận động được cả toàn thân này, bắp và tất cả bả vai này, cánh tay này, chân này, gối này, hông này, eo này nhá, nó hoạt động được hết từ trên xuống dưới nhá. Đó. Sau này không sợ lo ảnh hưởng gì đến cái đốt cái cột sống lưng của mình nhá. Chứ còn nếu mà mọi người tập cái kiểu này á, tập thể dục kiểu này, sau này nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái đốt cột sống lưng ở đây ạ. Còn nếu như mà mình cứ học tập, mình cứ nhảy thể dục thể thao bình thường như thế này thì nó sẽ không sợ sau này về già nó ảnh hưởng đến cái sống lưng của mình nhé. Đó, rất đơn giản mà có thể như nào khỏe mạnh, hoạt động được tất cả giới vận động, được cả từ trên và xuống luôn. Đi chơi đâu, tụ tập đâu cũng biết nhảy, có nhạc và nhảy luôn. Mà các bạn đi nhảy mà nhảy tụ tập ấy, đó đi nhảy tụ tập mà nhảy chỗ đông người ấy, thì các bạn nhảy giờ các bạn cứ di chuyển cái bàn chân này, đó. Các bạn cứ di chuyển chân nhá. Đi nhảy tụ tập nhảy chỗ đông người, cái đám đông thì sẽ không bao giờ mình đứng đâu mình nhảy đấy được, đúng không ạ? Người lọ thì di chuyển, người kia di chuyển, nên là mình lúc nào mình cũng di chuyển khắp chỗ một khu sân khấu nhá, đó. Tưởng tượng như là mình khi mình đã, đây là đang tưởng tượng thì mình nhảy chỗ đông người ạ. Các bạn cứ tưởng tượng như là đây là đang nhảy chỗ đông người ạ, các bạn sẽ di chuyển và sẽ
rồi, clip Yến sẽ kết thúc tại đây. Yến xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thành công trong các bước nhảy của mình nha. Rồi Yến xin chào mọi người. Mọi người xem hết clip mà thấy hay thì mọi người cho Yến xin mỗi người một like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Yến và theo dõi những các clip tiếp theo nha mọi người nhé. Mỗi người cho Yến xin mỗi người một like và mọi người hãy đặt comment ở bên dưới khi mà muốn thắc mắc một điều gì đó nhé mọi người nhé. Mọi người hãy cứ đặt comment bên dưới giúp Yên ạ. Rồi, xin chào mọi người, Yên cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.